với kênh YouTube của Hoa Lan Di Phong. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị ba mặt hàng của dòng Denro để chúng ta có thể là chơi Tết trong năm 2021 năm nay nha anh chị nha. Thì đây, xin giới thiệu với anh chị, đây là dòng Denro hoa hồng. Wow, nhìn rất là đẹp luôn đúng không ạ? Thì dòng Denro hoa hồng này bên em mặt hoa nó sẽ cho ra thành từng chùm như thế này nha anh chị. Nó không có giống như là dòng lan bình thường là có cánh dài và lưỡi, mà nó sẽ mọc ra thành từng chùm như thế này. Màu sắc sẽ rất là rực rỡ và có hương thơm buổi sáng. Và anh chị cũng có thể thấy là khi mà ra hoa thì hoa cũng sẽ rất là xiên hoa. Đó, hoa nở thành một chùm như thế này, nhìn rất là đẹp nha anh chị. Và chậu bán của bên em sẽ là chậu như thế này. Đây là hình ảnh chậu bán bên em, sẽ có mức giá là 65.000 đồng. Nó sẽ bằng gần là một găng tay của em. Đây, 65.000 đồng nha anh chị. Những chậu mà bán bên em sẽ là những cái chậu đứng ngọn như thế này nha anh chị. Và Denro bên em thì khi mà nở thì nó sẽ cho ra màu hồng đỏ. Rồi, và để đặt hàng dòng Denro hoa hồng đỏ bên em thì anh chị hãy liên hệ với số hotline đang chạy bên dưới phần màn hình. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu qua dòng lan tiếp theo nha. Và dòng lan tiếp theo đó là dòng lan Denro King 3 nha anh chị nha. Thì dòng lan này là một cái dòng lan xưa. Mặt hoa thì em cũng sẽ để bên phần màn hình nha anh chị. Và hoa nở ra thì cũng sẽ rất là thơm. Một chậu như thế này bên em cũng sẽ có mức giá chỉ 65.000 đồng mà thôi. Và tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho anh chị một cái dòng hoa mới của Thái Lan. Đó là dòng Denro Nắng Blue. Thì dòng này nó sẽ cho ra hoa và hoa sẽ có một mùi thơm. Rất là thơm luôn anh chị. Và bên em chậu bán, đây là hình ảnh chậu bán cũng cao hơn găng tay của em rồi. Thì chậu bán này bên em cũng sẽ bán với mức giá là 65.000 đồng nha anh chị. Rồi, và mặt hoa của chậu hoa này thì em cũng sẽ để bên phần màn hình cho anh chị dễ dàng hình dung luôn. Và đây, nói chung là dòng hoa này khi mà cho ra hoa thì nó cũng sẽ có một cái mùi rất là thơm. Và nó cũng sẽ nở vào đúng dịp Tết năm nay luôn. Và để đặt hàng mua 3 chậu vừa ban nãy em vừa giới thiệu thì với mức giá là 195.000 đồng thôi, thì bên em cũng sẽ tặng cho anh chị gói kích hoa, cùng với đó bên em cũng sẽ bao ship toàn quốc cho anh chị luôn. Thì rất là đơn giản, anh chị chỉ cần bấm gọi đến hai số hotline đang chạy bên dưới phần màn hình thôi, thì bên em cũng sẽ liên hệ nhanh chóng để mà có thể là giao hoa đến cho anh chị. Và đừng quên là anh chị hãy bấm đăng ký kênh YouTube của Hoa Lan Di Phong để ủng hộ cho tụi em nha.